Khởi My lần đầu tiết lộ màn cầu hôn có 102 của Kevin Khánh. Dù không hề lãng mạn ngọt ngào như tưởng tượng, nhưng vẫn là khoảnh khắc khiến Khởi My phải cảm động. Cặp đôi Khởi My Kevin Khánh chưa bao giờ hết thót với khán giả, nhất là trong thời gian này, cả hai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và giới truyền thông khi chuẩn bị tổ chức lễ cưới vào tháng 11 tới. Mới đây, Khởi My đã lần đầu tiết lộ màn cầu hôn có 102 của Kevin Khánh với người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Đến giờ nhiều bạn vẫn thắc mắc bà Khánh đã cầu hôn ta thế nào, ngại quá nên cũng ít kể, nhắc lại vẫn đang ngại ngùng. Hai đứa đang cười giỡn muốn banh cái nhà thì bà Khánh rút đâu ra cái nhẫn cầu hôn. Lúc đó ta cũng tưởng ổng khùng nên giận tiếp, đến khi mặt bả nghiêm túc thì ta mới ngu người ra rồi vội vàng đồng ý ngay. Trời ơi, nhắc lại tay vẫn nóng ran nè, ngại ghê. Bây giờ ngồi nghĩ lại hồi xưa mà không dám dũng cảm để bắt đầu thì chắc gì có được hạnh phúc như ngày hôm nay." Dòng trạng thái của Khởi My tiết lộ về màn cầu hôn mà Kevin Khánh dành cho cô. Ngay sau lời tiết lộ của Khởi My, rất đông khán giả đã dành sự ngưỡng mộ đặc biệt và cho rằng không ngờ Kevin Khánh lại xến như vậy, dù anh luôn được biết tới với tính cách tinh nghịch hài hước. Trước đó, cả hai đã làm cả làng giải trí lẫn giới truyền thông ngã ngửa khi bí mật tổ chức lễ đính hôn tại Long Khánh, Đồng Nai, quê nhà nữ ca sĩ Khởi My. Sau đám hỏi một thời gian, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp cùng đi thử váy cưới cho hôn lễ diễn ra vào tháng 11 tới. Hiện tại Khởi My Kevin Khánh vẫn bận rộn với lịch diễn dày đặc và tranh thủ lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày trọng đại cuối năm nay. Đây cũng là đám cưới được mong chờ nhất trong năm 2017 của showbiz Việt. Khởi My và Kevin Khánh đi thử trang phục cưới hồi tháng 5 vừa qua. Đây sẽ là bộ váy cưới mà Khởi My diện trong lễ kết hôn diễn ra vào tháng 11 tới. Khởi My Kevin Khánh và gia đình hai bên trong lễ đính hôn tại Long Khánh, Đồng Nai cuối tháng 4, 2017. Sau một thời gian dài vướng nghi án hẹn hò, thì việc cả hai công khai mối quan hệ tình cảm đã khiến người hâm mộ thỏa lòng mong ước. Từ khi làm lễ đính hôn đến nay, Khởi My và Kevin Khánh thoải mái thể hiện tình cảm giữa chốn đông người hơn. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện trong làng giải trí. Phận đời đa đoan tuổi cực ít biết của Như Quỳnh, chồng bỏ đi, làm mẹ đơn thân ở tuổi quá 40. Hồng nhan bạc phận, câu nói này cũng như vận vào cuộc đời tuổi cực của nữ danh ca Như Quỳnh. Khi ở tuổi 40, người đẹp vẫn đơn thân nuôi con trong cảnh chồng bỏ đi. Không hiểu sao mỗi lần nghe Như Quỳnh hát, dù là một bài hát não nề hay một khúc hát vui tươi, ai cũng cảm nhận thấy ẩn trong giọng hát của chị một nỗi buồn xa xăm nào đó. Nỗi buồn phảng phất từ trong giọng hát cho đến ánh mắt của chị, không phải là khí chất bẩm sinh mà sinh ra từ cuộc đời long đong, lận đận của chị. Người ta nói rất đúng, hồng nhan đa truân, ông trời đã ban cho chị cả sắc lẫn thanh nhưng lại lấy đi những điều khác của chị. Tuổi thơ khổ cực, cay đắng trăm bề. Chị Như Quỳnh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Quảng Trị có ba người con. Cha mẹ chị sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi mới sinh ra chị rất khó nuôi, năm lên một tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết. Mẹ chị vì quá thương con nên đã quỳ xuống đất năn nỉ bác sĩ và y tá cứu chữa cho chị. Nỗi lòng người mẹ đã thấu tỏ trời xanh, ông trời cho chị vượt qua cơn bạo bệnh. Song cái kiếp nạn đầu đời này dường như báo trước cuộc đời nhiều sóng gió thăng trầm của một cô gái xinh đẹp và tài hoa. Tuổi thơ của chị thiếu vắng bóng dáng người cha, thế là người mẹ dịu dàng. Tần tảo của chị phải bươn chải và gánh vác mọi việc nặng nhọc trong nhà, nuôi nấng các con. Gia đình chị túng quẫn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo. Trong ký ức tuổi thơ của chị, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Bao nỗi nhọc nhằn hằn sâu trong từng ký ức ấy là những cái màn vá víu đến cả trăm mảnh, là mái tôn mục nát đến nỗi tối nằm ngủ đếm được sao trên trời, là một bánh xe đạp của mẹ không còn chỗ vá được nữa. Cả gia đình túng quẫn đến mức nhiều lúc mẹ chị có định mua thuốc chuột đổ vào trong cháo cho bố mẹ con ăn để chết đi cho rồi. Cái nghèo đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt tuổi thơ của Như Quỳnh. Thời đi học, chị lúc nào cũng nhút nhát, ít khi chơi với bạn bè. Chị ngồi rút một chỗ, dần dần chị trở thành một cô gái sống nội tâm, ít nói, chị thích quanh quẩn trong thế giới của mình. Cũng giống như mẹ, chị có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn. Khi làm việc tại một trung tâm thiếu nhi, chị đã học lỏm một chút từ các giáo viên dạy thanh nhạc tại đây. Không được học hành bài bản, nhưng với chất giọng đẹp trời phú và thiên tư âm nhạc, chị đã chiến thắng giải đặc biệt với điểm số tuyệt đối tại cuộc thi tiếng hát truyền hình, điều mà đến bây giờ vẫn chưa ai làm được.
Đường Tình Duyên lận đận và chấp nhận làm mẹ đơn thân khi đã ngoài 40. Cuộc đời chị đã có một bước ngoặt lớn lao khi di cư sang Mỹ. Ở đây, chị đã làm nên một sự nghiệp vang dội, giọng hát ngọt ngào, đẹp đẽ cùng gương mặt khả ái dịu dàng của chị đã mang lại cho chị nhiều thành công khi đứng trên sân khấu. Trở thành một trong những ca sĩ hải ngoại được yêu thích nhất, sự nghiệp suôn sẻ nhưng con đường tình duyên của chị thì quá đỗi gian truân. Thuở xuân thì, chị từng trải qua vài mối tình, song mối tình nào cũng dang dở, khi bạn bè đã yên bề gia thất thì chị vẫn đi về lẻ bóng một mình. Tuổi xuân của chị trôi qua trong cô đơn, duyên nợ thực sự của chị chỉ đến khi chị đã có tuổi. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi một ngày chị thông báo rằng mình đã mang thai, nhưng lại giữ kín như bưng cha của đứa con trong bụng. Mãi về sau chị mới tiết lộ cha đẻ của con, một kỹ sư không lô của chính phủ Mỹ và vô cùng điển trai. Người ta hay thấy anh ôm con gái ngồi cùng hàng ghế khán giả mỗi khi chị biểu diễn. Ai cũng thấy mừng cho chị vì cuối cùng sau bao cuộc tình kìm nổi, chị đã tìm thấy một chỗ dựa, một nơi chốn bình yên cho mình. Chồng Như Quỳnh tên là Nguyễn Thắng có vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc. Trong thời gian ca sĩ gặp nhiều sóng gió, chính Nguyễn Thắng đã luôn ở bên cô, bảo vệ và chia sẻ cùng cô. Như Quỳnh từng tâm sự, cô và Nguyễn Thắng quen nhau khi anh không biết cô là ca sĩ. Vì anh rất ít khi nghe nhạc Việt Nam, trong mắt Như Quỳnh, ông xã là người sống giản dị và biết quan tâm, chăm lo cho gia đình. Năm 2007, vợ chồng Như Quỳnh có con gái Melody Đông Nghi. Thời gian gần đây, ca sĩ Như Quỳnh vẫn thường dắt con gái lên sân khấu. Ngoài vẻ xinh xắn giống mẹ, bé Đông Nghi cũng rất giản dị. Song hạnh phúc ấy chẳng tày gang. Chẳng bao lâu, chị tuyên bố rằng hôn nhân của mình với người chồng điển trai đã chấm dứt. Chị bảo rằng chị chia tay chồng vì không thể mang lại cho anh hạnh phúc gia đình thật sự. Chị tự nhận rằng mình ích kỷ khi không thể từ bỏ sự nghiệp để sống vì gia đình. Có lẽ đây là phần tôi vì quá yêu nghề, cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món quà tài sản này. Trong cuộc đời, tôi có lẽ sẽ không có niềm vui lần thứ hai nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Dù tôi không có hạnh phúc được làm vợ, nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi luôn quan niệm trước khi trách người thì phải biết trách mình. Tôi không mang lại hạnh phúc cho người ấy, tức là tôi phải nhìn lại mình trước. Với chị thì đây là một cuộc chia tay đầy day dứt. Chị đã nhiều lần nghĩ đến con gái và không ngừng tranh đấu với bản thân. Song người phụ nữ mạnh mẽ, can trường ẩn sâu bên trong con người chị đã lên tiếng mách bảo. Nếu cứ kéo dài sự đau khổ sẽ làm sản sinh ra nhiều đau khổ khác mà thôi. Và khi con mình lớn lên, nó sẽ thấy những nỗi đau khổ đó, đó là điều không hay chút nào. Ai chẳng tiếc nuối, ai chẳng nghĩ cho con, nhưng nếu sống chung và mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì tôi không thể làm nổi nữa. Trở thành mẹ đơn thân, khi đã ở ngoài tuổi 40, chị Như Quỳnh hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng mọi người tin rằng, với sự mạnh mẽ, kiên cường và từng trải của mình, chị sẽ vượt qua được tất cả. Duy Mạnh ơi, hãy thôi đá xoáy vẫn còn đó nhiều tấm lòng chân thành. Duy Mạnh đang gặp khá nhiều tranh cãi sau phát ngôn đầy ẩn ý về việc ủng hộ từ thiện do miền Trung sau cơn bão. Hôm 15 tháng 9, bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Trước ảnh hưởng nghiêm trọng này, nhiều mạnh thường quân đã lên tiếng kêu gọi quyên góp cho đồng bào. Những người đang gánh chịu thiệt hại bão lũ, hầu hết đông đảo công chúng đều tích cực tham gia hỗ trợ vào những chiến dịch này. Tuy nhiên, trái với số đông, nam ca sĩ Duy Mạnh, người nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây sốc lại có quan điểm quá khác biệt về việc kêu gọi từ thiện. Anh viết, bão số 10 là một cơn bão rất to sẽ tiến vào miền Trung, rồi sau cơn bão sẽ xuất hiện rất nhiều nhà từ thiện đứng lên hô hào quyên góp tiền, ủng hộ đồng bào miền Trung. Rồi sau đồng bào miền Trung, mỗi hộ được phát vài thùng mì gói để tạm qua cơn đói. Còn những nhà hô hào quyên góp thì sau đó sắm xe đẹp, xây nhà to. Phát ngôn này ngay lập tức gây tranh cãi từ phía nhiều người. Vẫn còn đó nhiều tấm lòng chân thành. Thực tế, sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Không phải bất cứ một cơ quan tổ chức nào kêu gọi từ thiện cũng đúng với những lời hứa hẹn ban đầu. Nhưng cũng không phải toàn bộ người kêu gọi từ thiện đều giả dối. Với câu phát ngôn này, Duy Mạnh gây tranh cãi cũng là chuyện bình thường. Bởi lẽ, nó đụng chạm rất nhiều đến người làm từ thiện một cách chân thành. Khi mọi người đang dốc sức vào để hỗ trợ đồng bào, thì lại có một câu nói như tạt nước vào mặt họ, phủ nhận toàn bộ công sức mà người khác đã bỏ ra để đi đến từng nơi và thực hiện tấm lòng lá lành đùm lá rách. Có thể Duy Mạnh đang thể hiện quan điểm của mình sau một số vấn đề tiêu cực về từ thiện, nhưng trong thời điểm này, có lẽ điều mà nam ca sĩ nói e rằng không phù hợp lắm. Khi mọi người đang tìm cách giúp đỡ người khác,
thì cớ gì chúng ta lại khơi dậy những chuyện không hay? Hơn nữa, không phải ai làm từ thiện sau đó cũng giàu hơn hay cũng có thể mua được xe đẹp nhà to. Vẫn còn đó nhiều mạnh thường quân nỗ lực giúp đỡ người khác mà không ngại khó khăn. Chuyện quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để hỗ trợ đồng bào một cách hiệu quả và niềm tin của bản thân vào chuyện từ thiện hơn là soi ra những điểm xấu khi mọi người đang cần lắm tinh thần tương thân tương ái. Sau việc kêu gọi ủng hộ cho cơn bão số 10, khác với quan điểm của Duy Mạnh, nhiều sao Việt trong làng giải trí vẫn ra sức kêu gọi người dân chung tay giúp đỡ khúc ruột miền Trung. Vừa qua, Hồ Ngọc Hà đang đi lưu diễn tại châu Âu, nhưng khi vừa nghe tin, nữ ca sĩ đã lập tức kêu gọi các khán giả tại trời Tây giúp đỡ đồng bào nước mình. Cô còn hứa hẹn sau khi trở về nước, dù bận rộn thế nào, cô cũng sẽ ra tận nơi. Hồ Ngọc Hà cũng chính là một nơi kêu gọi từ thiện mà mọi người rất tin tưởng. Giọng ca Một Trời Thương Nhớ liên tục tổ chức các chuyến đi hỗ trợ người dân sau cơn bão lũ. Cô đến từng nơi bắt tay thăm hỏi từng người và thể hiện sự đồng cảm với họ. Phương Thanh cũng vừa đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái mong nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người và đích thân cô cũng sẽ ra tận miền Trung để hỗ trợ đồng bào đang gặp phải thiên tai. Ngoài ra còn rất nhiều sao Việt khác đã không ngừng thể hiện sự lo lắng xót thương khi biết được sự hung bạo của thiên nhiên mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, những nghệ sĩ thường xuyên làm từ thiện như MC Phan Anh, Trang Khang vẫn chưa thấy lên tiếng về chuyện ủng hộ trong đợt lũ lần này. Cũng có thể chính vì thiếu niềm tin, sự hoài nghi của mọi người đã khiến cho họ chán chường cho những việc làm về cộng đồng như thế. Tích cực làm việc tốt nhưng kết quả nhận lại là sự hoài nghi thì cũng rất khó để người khác kiên trì cho những hoạt động về sau.